các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio nhá. Nay thì em lên cho các bác cái con giải mã này, con giải mã của dòng X9A. Này con này thì hàng vừa về nhưng mà nó lại bị cái này thì em nghĩ là về các bác có thể là chế được đấy. Đây, bởi vì nó vẫn còn cái đầu bên trong kìa, thì mình có thể là chỉnh bằng cái tô vít nhá. Nhưng mà cái đầu này ấy, thì cái phần chính chỗ nó chỉnh ấy, nó cũng là chỉ để lách bài cái CD này, lách bài CD và lách bài của MD thôi. Đấy, đấy là cái chức năng chính của nó. Chứ còn nó cũng không can thiệp được vào quang, cũng không can thiệp được vào điện thoại nhá. Đấy. Thì tính em sẽ test cho các bác thấy luôn. Đấy, đây, hàng bãi về nhưng mà em thấy là hàng tuyệt vời đấy các bác. Đây. Đấy. X9A, vâng. Sản xuất tại Nhật nhá, sản xuất tại Nhật này. Công suất là 55W này. Đấy. AV có 1 cổng, 2, 3, 4, 5 cổng. 5 cổng thì có 3 cổng vào và 2 cổng ra. Đây, 2 cổng này ra để các bác lấy làm tín hiệu đưa ra âm ni to. Đấy. Còn đây là đường quang vào. Đấy, đây là đường quang out. Súp này, sau này vị các bác làm công suất thì lấy đường súp này. Còn đây là cầu loa. Các bác có thể ghép loa từ 4 ohm đến 16 ohm. Đấy, là nghe rất là tuyệt vời. Ok ạ, đây hình thức thì các bác có thể nhìn thấy qua nhá. Đấy. Hàng bãi nhưng về thì là tương đối ok đấy. Được, vâng, sau đây em sẽ đi vào phần test chức năng cho các bác nhá. Vâng, giá con này thì em báo luôn này, giá con này của nó là bình thường của nó ấy, sẽ dao động là 1,6 triệu đến khoảng 1,7 triệu. Đấy, tuy nhiên thì thôi con này nó bị mất cái multi này nhá. Thì em để cho các bác giá là 1,3 triệu nhá. Đấy, để cho các bác giá 1,3 triệu. Đấy thì bác nào đang có nhu cầu về dòng X9A này đời cao như này thì alo ngay cho bên Nguyên Vũ Audio qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Ok, em sẽ đi cắm điện và test cho các bác. Được, vâng, ở đây thì em đã kết nối xong này các bác này. Đấy, thứ nhất là đường quang này, cắm quang y này, đường điện thoại này. Đấy, thì sau đây tiến hành test cho các bác nghe thử này. Đấy, đây em đang test đường điện thoại trước nha. Dạ vâng, giá nó chỉ có 1,3 triệu thôi các bạn nhá, đời cao luôn, giải mã 24 bit cực hay luôn. À, đây đang nghe điện thoại này. Treo ta bơi, ai đắp đập, ai pha núi, cho hồ nước đầy là mặt gương soi non xanh mà nước biên. Ôi a, cá đằng lưới đây là cá đằng lưới đây. Ôi a. Đấy, còn các bác nghe quang thì các bác sẽ chuyển cổng cho em này, chuyển về chế độ digital nhá. Đấy, các bác ấn về chế độ digital. Đấy, thì lúc này nó sẽ là về đường quang nhá. Mình ngóng trông nhau.
Dạ vâng nhá, đấy mã X9A. Vâng, con này bình thường của nó sẽ là 1,6 triệu đời cao, bởi vì con này là cái chất âm giải mã của nó rất là ok các bạn, rất là tốt và được rất là nhiều các bác thích. Đấy, tuy nhiên thì hàng về nó cũng gọi là hơi buồn một tí, đó là nó bị gãy mất cái multi này. Đấy, nhưng mà thôi, em vẫn để cho các giá là 1,3 triệu nhá, bớt 300.000 cho các bác nào nhìn theo đồ ngay cho em nhá. Đấy, con này thì bán giải mã đấy nhá. Còn về các bác ví dụ là muốn nghe CD mà đây thì mang thợ người ta kiểm tra lại mắt hoặc người ta vệ sinh cho, nếu mắt có chạy được ok thì mình dùng nhá, nên không thì thay mắt mới. Nói chung thì bán giải mã thì phần chính đây chỉ quan tâm là phần giải mã các bạn nhá. Đấy, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhá.